Xin chào và được trở lại chương trình của The LV News. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật về bầu cử cho 2024 những bài bình luận. Có phải những bài bình luận này đầu tiên đó, cái bản tin đầu tiên ngày hôm nay của chúng ta rằng là tác giả nói rằng là Joe Biden chúng ta có thể dễ đánh bại, nhưng mà thật sự đánh bại cái cỗ máy bầu cử của đảng Dân Chủ là một câu chuyện khác. Đây là một lời cảnh tỉnh và cảnh báo cho cái đảng Cộng Hòa của chúng ta. Một số cái polling sáng ngày hôm nay tuyệt vời cho ông Trump, nhưng mà cái cỗ máy bầu cử của đảng Dân Chủ đã thành công cho 2020 thì không có lý do gì mà thật sự cái cỗ máy này không hoạt động một lần nữa cho 2024. Màn tranh luận tệ hại của ông Joe Biden có thể là tệ hại nhất kể từ khi Richard Nixon đổ cái mồ hôi đầm đìa trong xám xịt khi tranh luận với John F. Kennedy. Chiến dịch của Biden hẳn đã chết yểu sau ngày thứ năm tuần trước. Nhưng nhờ những nỗ lực của đảng Dân Chủ nhằm thay đổi và khai thác cái hệ thống bầu cử của chúng ta, chiến thắng được cuộc bầu cử không chỉ đơn giản trở thành một ứng cử viên mạch lạc. Cái màn trình diễn tệ hại của Biden không thể bị bỏ qua. Nhà báo Thomas Friedman của tờ báo New York Times đã gọi ông Biden rút khỏi cuộc đua. Ông Mike Levitch của tờ báo Atlantic đã viết rằng phần hay nhất của cuộc tranh luận tối nay đối với đảng Dân Chủ nó diễn ra ngày 27 tháng 6. Erin Stroh của Politico nói rằng sự lúng túng và thiếu mạch lạc của Biden là không thể nào bỏ qua. Người đàn ông có mã hạt nhân chỉ thức tỉnh táo khoảng thời gian từ 10 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Tờ báo Axios đưa tin, trích dẫn cái lời trợ lý của tờ báo đó. Các nhà lãnh đạo Âu Châu cũng được cho là lo ngại về khả năng lãnh đạo của Biden, thậm chí trước cuộc tranh luận. Nhưng bằng cách phá vỡ vì bể công luật bầu cử của nhiều năm, đảng Dân Chủ đã thay đổi cục diện của bầu cử và xây dựng một mạng lưới hoàn toàn để giúp những ứng cử viên kém cỏi về đích. 2020 cũng trơn trời, ông Biden thật sự cũng chẳng có giỏi giang gì cả, và chúng ta thấy cái kết quả về vấn đề kinh tế của ông ta. Nhắc đến kết quả vấn đề kinh tế, sáng ngày hôm nay tôi mới bỏ lên cái trang mạng của Facebook cái báo cáo cụ thể nhất, hay là Instagram. Vậy nào có Instagram thì hãy vào Instagram của tôi hoặc là Facebook của tôi. Những thay đổi kinh tế từ khi Biden nhậm chức: giá xăng đã tăng 47.8%, thực phẩm tăng 21.1%, thức ăn ngoài tăng 20.4%, thức ăn trẻ em tăng 30.5%, thức ăn của thú cưng tăng 23.7%, giao thông công cộng tăng 22.2%, tiền thuê nhà tăng 20.9%, tiền điện tăng 20.8%, khí tự nhiên tăng 26.9%, xe hơi đã qua sử dụng tăng 20.9%, cái giá vé máy bay tăng 32.7%, và thu nhập trung bình hàng thật sự của chúng ta đã giảm 3.9%. Có nghĩa là thu nhập chẳng những tăng, chẳng những không tăng mà giảm 3.9%, và tất cả những phần còn lại đều tăng. Như vậy cái cỗ máy mà đưa ông Joe Biden, một ứng cử viên tồi tệ của 2020, về đích là gì? Là gì đó quý vị? Một trong những cách mà đảng Dân Chủ thực hiện điều này là nhắm vào cái chiến dịch vận động mọi người đi bỏ phiếu được cho là phi đảng phái tại những khu vực bầu cử có khả năng thuộc về đảng Dân Chủ, và triển khai các hoạt động thu thập phiếu bầu để tận dụng lợi thế của những cử tri có ít khả năng đi bỏ phiếu. Đảng Dân Chủ từ lâu đã dựa vào các tổ chức phi lợi nhuận tiến bộ, tự nhận là phi đảng phái, để giúp thu hút những cử tri Dân Chủ có khả năng bỏ phiếu. Restoration of America, một ủy ban hành động chính trị bảo thủ, đã phát hiện ra rằng 150 cái tổ chức phi lợi nhuận cánh tả đã chi 1.35 tỷ đô la cho hoạt động chính trị từ 2021 cho đến 2022. Như ông Stephen Miller của tờ báo Green Clear Investigation giải thích, họ nói nhóm này hoạt động xung quanh các hạn chế pháp lý đối với những tổ chức phi lợi nhuận để chấp nhận các khoản quyên góp được khấu trừ bằng thuế
bằng cách tham gia có chọn lọc và các nỗ lực phi đảng phái bao gồm thúc đẩy giáo dục, sự tham gia của cử tri. Ông Mueller viết, lưu ý rằng phần lớn số tiền này là nhắm vào các khu vực bầu cử cánh tả, thông qua các nhóm như trung tâm tham gia cử tri, trung tâm thông tin của cử tri. Sứ mệnh của cả hai nhóm này đều nhắm vào những người trẻ tuổi, người da màu, phụ nữ chưa kết hôn, ba nhóm nhân khẩu học, cốt lõi của đảng Dân Chủ. Ngoài ra, ông Joe Biden đang sử dụng tiền thuế của người dân để vận động cử tri, đặc biệt là nhóm nhân khẩu học có nhiều khả năng bỏ phiếu cho cái đảng xanh. Ông Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp 14019 vào tháng 3 của 2021 để chỉ đạo các cơ quan liên bang xây dựng các kế hoạch thúc đẩy ghi danh cử tri và sự tham gia của cử tri. Ví dụ, Bộ Giáo dục đã ban hành một bản ghi nhớ vào tháng 2, nêu rõ cái quỹ làm việc và học tập của liên bang có thể sử dụng trả tiền cho sinh viên làm việc tại cơ quan chính phủ, có thể ghi danh cử tri hoặc làm người giám sát cuộc bỏ phiếu theo ước tính. Cử tri từ đủ tuổi 18 cho đến 29 tuổi bỏ phiếu cho ứng cử viên Hạ viện của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử của 2022 với tỷ lệ gần 21 so với ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Tòa án tối cao gần đây đã tuyên bố rằng họ sẽ không xem xét việc kháng cáo có sắc lệnh hành pháp cho đến ngày 30 tháng 9 sau khi sắc lệnh này được thực hiện những gì ông Biden dự định cho cuộc bầu cử của 2024. Cái cầu máy bầu cử của đảng Dân Chủ thứ hai đó, đảng Dân Chủ nhắm cái mục tiêu về luật an ninh của bầu cử. Có lẽ chiến thuật lớn nhất của đảng Dân Chủ để gian lận bầu cử theo hướng có lợi của họ làm suy yếu luật bầu cử, chẳng hạn như hạ thấp yêu cầu những giấy tờ tùy thân cơ bản của cử tri và phổ biến hình thức bỏ phiếu vắng mặt hàng loạt. Tiểu bang Delaware, quê hương của Joe Biden, đã mời Obama cố vấn ông Don để tranh luận ủng hộ kiểu luật của tiểu bang cho phép biểu bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu vắng mặt vĩnh viễn, tức là trong tương lai ai cũng có thể bỏ phiếu sớm và vắng mặt vĩnh viễn. Tòa án cao cấp Delaware đã phát hiện được một đạo luật của 2010 cho phép cái tình trạng vắng mặt vĩnh viễn đã vi phạm cái hiến pháp của tiểu bang, vì hiến pháp đã giới hạn bỏ phiếu vắng mặt chỉ trong cuộc tổng tuyển cử mà cử tri không thể bỏ phiếu trực tiếp vì lý do được nêu trong cái hiến pháp. Tòa án tối cao Delaware đã đảo ngược quyết định của tòa án cấp dưới trong cái tuần này. Cái hình thức bỏ phiếu vắng mặt hàng loạt được đảng Dân Chủ phổ biến vào 2020, khi đại dịch COVID-19 lên đến đỉnh điểm, khiến cuộc bầu cử trở nên kém an toàn hơn, tạo điều kiện cho những kẻ buôn bán cái phiếu bầu lợi dụng cái quá trình bỏ phiếu. Ví dụ như Alabama vào năm 2017, một thẩm phán đã lật ngược kết quả bầu cử sơ bộ của cuộc đua vào hội đồng thành phố Webb County sau khi hủy bỏ 8 cái lá phiếu vắng mặt được bỏ phiếu cho người đương nhiệm vì chữ ký đã bị làm giả hoặc là không được điền một cách đúng cách. Chỉ trong tháng 3 vừa qua, tiểu bang đã ban hành một luật kiến nghị trả tiền cho mọi người thu nhập điền trước hoàn tất lấy hoặc chuyển cái lá phiếu trở thành trọng tội hạng B, như đồng nghiệp Mike Kelly đã nói. Các văn chức bầu cử của đảng Dân Chủ cũng biết được đến sự tùy tiện và phi pháp của luật bầu cử, thay đổi quy tắc của cuộc bầu cử. Tại Michigan và cuộc bầu cử của 2020, Bộ trưởng Ngoại giao đó là Dân Chủ Jolie Benson đã hướng dẫn cho các ứng cử viên bầu cử để được rằng chữ ký trên lá phiếu vắng mặt là hợp lệ. 3 năm sau, ông Benson cũng ban hành thêm cái hướng dẫn về cách tiến hành xác minh chữ ký cho các đơn xin bỏ phiếu vắng mặt và phong bì, nói với các nhân viên bầu cử rằng ban đầu họ phải cho những chữ ký là hợp lệ. Một thẩm phán gần đây đã phán quyết hướng dẫn của Benson là hoàn toàn vi hiến từ thành viên của đảng Dân Chủ, nhưng đó mới được sử dụng trong cuộc bầu cử cho 2020. Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Biden đã tuyên thệ sẽ đấu tranh chống lại lực an ninh bầu cử mà họ có là gây phiền hà và không cần thiết như yêu cầu thẻ cử tri ID để bầu cử, hoặc là yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt là bỏ phiếu qua thư. Là một phần trong cái chiến lược hay dài hạn của mình, cái đảng Dân Chủ đang trông chờ Quốc hội thông qua cái đạo luật tiến bộ quyền bầu cử, đạo luật cho phép Bộ Tư pháp kiểm soát lực bầu cử của địa phương và tiểu bang. Ví dụ như tiểu bang hoặc địa phương yêu cầu phải có ID cử tri sẽ phải chịu giám sát của Bộ Tư pháp.
Đạo luật này là phiên bản giản lược của một dự luật tiếp quản bầu cử của liên bang HR1 mà đảng Dân Chủ đã thúc đẩy vào 2021. HR1 đã tìm cách bắt buộc bỏ phiếu Walter hoặc trì hoãn cái kết quả cuối cùng bằng cách xóa bỏ cái thời hạn pháp lý cho các lá phiếu. Kinh hoàng về điều này. Đảng Dân Chủ không quên cái điểm yếu của Joe Biden, nhưng họ đã dành nhiều năm để thúc đẩy những thay đổi cơ bản để có thể lận và đánh bại ông Trump. Kinh lắm. Đặc biệt là tiểu bang California của chúng ta đó quý vị. Xin lỗi của chúng tôi thôi. Quý vị trên cái live chat tôi nghĩ vì cũng chán ngán tiểu bang California rồi. Đây, đây là những gì mà tôi đang nói. Rất là khó khả năng ông Trump thắng tiểu bang California là như vậy. Tại tiểu bang California, cử tri không có giấy tờ tùy thân vẫn có thể bỏ phiếu miễn là họ xuất trình cái thẻ thành viên phòng tập thể dục, tức là ID của phòng tập thể dục, hoặc thẻ tín dụng, hoặc là hóa đơn tiện ích, hoặc là giấy tờ tùy thân có mức độ bảo mật thấp. Những cá nhân muốn ghi danh bỏ phiếu tại tiểu bang California được nhắc nhở trên trang web của Bộ Ngoại giao để cung cấp nhận dạng cái giấy phép lái xe hoặc là 4 chữ cuối của an sinh xã hội. Nhưng cả hai phần đều cho người nộp đơn tùy chọn một ô cho biết họ không có hình thức nhận dạng của ID. Nếu người nộp đơn đánh dấu vào cả hai ô, sau đó họ sẽ được nhắc cung cấp giấy tờ tùy thân. Tại cái văn phòng thư ký của tiểu bang California cho tờ báo The Federalist viết rằng, sau khi tìm hiểu một đại diện văn phòng cho biết cá nhân có thể cung cấp những bằng chứng danh tính bằng cách là xuất trình cái thẻ tín dụng, cái hóa đơn tiện ích hoặc là cái thẻ thành viên phòng tập thể dục của họ. Khi tác giả đã gọi làm rõ, một người phụ nữ tại tiểu bang California làm việc cho Bộ Ngoại giao của tiểu bang đã được thông báo là không trả lời với báo chí và đưa cho tác giả một cái địa chỉ để email. Trả lời email thì văn phòng báo chí của Ngoại trưởng Ngoại giao của tiểu bang California khẳng định rằng nếu người nộp đơn không thể xác nhận bằng số giấy phép lái xe hoặc là an sinh xã hội, họ phải xuất trình CMND tại điểm bỏ phiếu khi bỏ phiếu lần đầu tiên. Email hướng dẫn đến một cái luật tiểu bang liệt kê các tài liệu được chấp nhận mà cử tri không có an sinh xã hội hoặc là giấy phép lái xe có thể chứng minh cái danh tính của họ. Như vậy hướng dẫn của tiểu bang gồm có thẻ căn cước câu lạc bộ sức khỏe, thẻ căn cước khác do cơ sở thương mại cung cấp, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ sinh viên sao kê ngân hàng, hóa đơn tiện ích, thẻ bảo hiểm hoặc là thậm chí phiếu mẫu cùng với những tùy chọn khác. Văn phòng lưu ý rằng có những tài liệu có thể sử dụng để xác minh danh tính cư trú tại tiểu bang California, không phải là quyền công dân. Đồng thời đính kèm liên kết các luật California, nêu rõ những tài liệu này có thể chấp nhận nếu cử tri không cung cấp số an sinh xã hội hoặc là số giấy phép lái xe được yêu cầu của đạo luật hỗ trợ bầu cử của Hoa Kỳ. Đạo luật hỗ trợ bầu cử của Hoa Kỳ đã yêu cầu các tiểu bang phải kiểm tra thông tin của những người ghi danh bỏ phiếu trong cuộc bầu cử của liên bang so với thông tin của từng cá nhân được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của phương tiện cơ giới của tiểu bang. Nếu một cá nhân không có giấy phép lái xe thì một hệ thống khác được thiết lập để xác minh thông tin của cử tri so với hồ sơ an sinh xã hội. Đáng chú ý là cả SSI, giấy phép lái xe đầu đều không xác nhận điều công dân là nước ngoài xin cho cả hai. Kinh hoàng chưa? Trong khi đó thì ông Hen, một thành viên pháp lý cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Pháp lý và Tư pháp Edwin đã nói, chính sách của tiểu bang California thật là vô lý. Cho phép thành viên phòng tập thể dục sử dụng cái ID đi bầu thật là vô lý. Tôi có thể tạo một thẻ thành viên phòng tập thể dục trên máy tính xách tay của mình bằng Microsoft Word. Trên thực tế đó là toàn bộ lý do tại sao những tiểu bang phải yêu cầu của giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp cho mọi loại công việc, bao gồm cái việc xin giấy phép kết hôn ở hầu hết các nơi, hoặc là để có thể ký một cái check, hoặc là để có thể mua rượu. Ý tưởng rằng bạn sử dụng cái thẻ thành viên phòng tập thể dục để chứng minh ID là hoàn toàn vô lý. Điều đó hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Theo một cái hồ sơ của DNV, đã yêu cầu theo luật của liên bang có thể ngăn chặn gian lận bầu cử bằng cách cà quạt phòng thể dục không làm được. Có một hiệp hội DNV quốc gia, bao gồm DNV của tiểu bang, họ đã có một mạng lưới cái hệ thống máy tính cho phép được chia sẻ cái dữ liệu. Toàn bộ vấn đề của nó là hầu như mọi tiểu bang đều có luật nói rằng, nếu bạn chuyển đến tiểu bang của chúng tôi,
trở thành cư dân, bạn phải nộp giấy phép của mình từ những tiểu bang khác, xin giấy phép thông qua tiểu bang của chúng tôi. Và sau qua cái hệ thống đó, các tiểu bang thông báo cho tiểu bang là trước đó phải lấy giấy phép khác và có thể bị chấm dứt vì các cá nhân hiện đã có giấy phép mới. Sau khi giấy phép cái giấy phép đó được chấm dứt thì tiểu bang cũng có thể hủy bỏ cái danh cử tri liên bang và vân vân. Nói chung là đây là cái cỗ máy gian lận của đảng Dân Chủ, và cái đảng Cộng Hòa cần phải có những hành động cụ thể hơn. Và những tiểu bang như là Wisconsin hay là những tiểu bang như là Michigan là hai cái tiểu bang chiến địa trong cái năm nay, thì tôi nghĩ cái đảng Cộng Hòa cần phải làm việc mạnh mẽ hơn nữa, và họ có một số cái động thái. Và chúng ta sẽ cập nhật cái động thái của họ như thế nào. Các nhà lập pháp của Michigan đã yêu cầu tòa phúc thẩm phán quyết cái sự đổi bầu cử của đảng Dân Chủ là vi hiến. Các nhà lập pháp của Michigan đã đệ cái đơn kiện vào tuần này, yêu cầu một tòa phúc thẩm liên bang xem xét cái điều kiện của họ chống lại tù chính án. Hai cái tù chính án, cái hiến pháp do đảng Dân Chủ hậu thuẫn mà họ cho là vi hiến cái hiến pháp của Michigan và hiến pháp của Hoa Kỳ. Điều cực kỳ quan trọng là phải giải quyết cái vấn đề, những vấn đề hiến pháp càng nhanh càng tốt. Nguyên đơn và thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa là ông Jim, trong một bản phát biểu hôm thứ ba từ Michigan Fair Election: "Tôi tin rằng tôi là người tin tưởng vững chắc vào hiến pháp. Người dân có quyền được giải quyết những vấn đề này tại tòa án. Vì vậy mọi người có thể tin rằng chúng ta đang bảo vệ các quyền công dân và tuân thủ theo hiến pháp." Được đệ trình vào tháng 9 bởi 11 nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa tiểu bang chống lại thống đốc Whitmer, một thành viên của đảng Dân Chủ, Bộ trưởng Ngoại giao Benson, Giám đốc Cục Bầu cử Michigan, dự kiện được xem xét cho rằng hai tu chính án bỏ phiếu họp hiến, một cử tri chấp thuận vào 2018 và một 2022 đã vi phạm cái điều khoản bầu cử hiến pháp của Hoa Kỳ, trong đó quy định cái thời gian, địa điểm và cách thức tổ chức cuộc bầu cử, thượng nghị sĩ đại diện cơ quan lập pháp của mọi tiểu bang quy định. Trong cái vụ kiện ban đầu của họ, nguyên đơn lập luận rằng các sửa đổi đối với hệ thống bầu cử của Michigan là không hợp lệ vì hiến pháp của Hoa Kỳ quy định rằng cái quyền lực hiện đã được thay đổi như thế, được thay đổi như vậy đối với luật bầu cử của tiểu bang nằm trong cơ quan lập pháp của tiểu bang. Các nhà lập pháp còn tuyên bố rằng cái hiến pháp Michigan đã trao cho các nhà lập pháp của tiểu bang những quyền hạn tương tự trong một số các hoạt động bầu cử được phe cánh tả hậu thuẫn được thêm vào hiến pháp của Michigan là sáng kiến của 2018 và 2022. Có ghi danh cử tri tự động trong ngày bỏ phiếu vắng mặt mà không cần cái lý do trong vòng 40 ngày trước cuộc bầu cử. Thùng bỏ phiếu chỉ được phép tài trợ theo kiểu của Zuckerberg đổ tiền vào những cuộc bầu cử. Một cái thẩm phán, thẩm phán tòa án quận của Hoa Kỳ là Jane, người được ông Biden bổ nhiệm, đã bác bỏ cái dự kiện vào tháng 4 với lý do là nguyên đơn không chứng minh được cái tư cách điều 3 cần thiết để kiện cái dự kiện xét xử. Trong cái bản tóm tắt của phúc thẩm được nộp lên tòa phúc thẩm liên bang số 6, nguyên đơn đã bác lại cái khiếu nại của Beckering rằng trích dẫn các phán quyết trước đây của tòa án tối cao của Hoa Kỳ công nhận tư cách một nhà lập pháp cá nhân theo cái điều 4 của hiến pháp Hoa Kỳ để cơ quan lập pháp tiểu bang phê chuẩn các sửa đổi hiến pháp liên bang. Họ cũng đã nêu bật cái phán quyết trước đây của tòa án tối cao Michigan mà họ tuyên bố là công nhận rằng các nhà lập pháp tiểu bang cá nhân có thể đưa ra khiếu nại về việc chiếm đoạt quyền lập pháp để thách thức các hành động pháp lý bất hợp pháp. Cái đơn khiếu nại của cái cáo buộc một cuộc tranh cãi trực tiếp của điều khoản bầu cử được xác định làm tổn hại cụ thể liên quan đến cái tước đoạt quyền lợi cái lợi ích được pháp luật bảo vệ liên quan đến quyền hoặc là đặc quyền của liên bang để bảo đảm cơ hội cho các nhà lập pháp bị đơn được bỏ phiếu tại tiểu bang. Vì các sự kiện lựa sửa đổi của 2018 và 2022 được thông qua mà không có sự chấp nhận của cơ quan lập pháp của tiểu bang. Rất trắng trợn vì điều này, đó là tiểu bang Michigan. Bây giờ chúng ta tập trung vào một tiểu bang khác, đó là tiểu bang Wisconsin. Cái đảng Cộng Hòa đã kháng cáo lệnh của thẩm phán cánh tả Wisconsin để thay đổi bỏ phiếu vắng mặt.
Các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa tại Wisconsin, tiểu bang dao động quan trọng, đang kháng cáo quyết định của thẩm phán cực tả bỏ qua cái luật bầu cử của tiểu bang và cho phép cử tri khuyết tật được bỏ phiếu vắng mặt qua mạng. Nghe rõ chưa? Bỏ phiếu qua mạng. Cái điều này chúng ta cũng không ngoài sự dự đoán đâu. Trong tương lai họ cố tình để bỏ phiếu qua mạng. Sắc lệnh này cũng gây rắc rối cho Bộ trưởng Tư pháp Wisconsin do đảng Lân chủ lãnh đạo, cho rằng việc phân phối cái phiếu bầu điện tử cho một số cử tri khuyết tật nhưng thách thức đáng kể về an ninh và hậu cần. Điều trước về lệnh lệnh đáng ngờ là về mặt pháp lý được ban hành bởi thẩm phán Michelle, người đã bị chỉ trích nhiều năm vì khẳng định tại một diễn đàn công khai những kẻ móc túi ăn cắp ở cửa hàng bán lẻ không nên bị truy tố. Tuần trước, đa số đảng viên của đảng Cộng hòa trong cơ quan lập pháp đã đệ đơn kháng cáo lên tòa án Wisconsin ở quận thứ hai nhằm tìm cách ngăn chặn việc thực hiện lệnh của Mitchell. Vào cuối tháng trước, Mitchell đã đứng về phía nguyên đơn, bao gồm Disability Rights Wisconsin và League of Women Voters, trong một vụ kiện khẳng định rằng những cử tri đủ điều kiện khuyết tật đọc chữ in cần hỗ trợ quyền bỏ phiếu kín theo luật của tiểu bang. Vụ kiện cho rằng Wisconsin không tuân thủ hàng loạt các yêu cầu về sự chỉnh và tiếp quyền cận bình đẳng theo luật của tiểu bang để bảo đảm rằng những cử tri khuyết tật nhận được sự bảo vệ bình đẳng của hiến pháp Wisconsin để bỏ phiếu bí mật giống như cử tri Wisconsin không khuyết tật. Lệnh của thẩm phán cho phép những cử tri khuyết tật như vậy có thể nhận cái lá phiếu vắng mặt qua thư điện tử. Hiện tại những quân nhân và những người ở nước ngoài có thể nhận cái lá phiếu vắng mặt qua thư điện tử tại Wisconsin. Mitchell đã chấp nhận các động thái của nhóm tự do về cứu trợ tuyên bố khẩn cấp, lệnh tạm thời và cấm các điều khoản Wisconsin cấm nhân viên văn phòng thành phố phân phối các phiếu bầu vắng mặt qua email, vân vân. Nói chung lại, những sự thử đổi khuyên tắc này đó là để chúng ta thấy cái câu chuyện này càng ngày càng tệ hại hơn. Và chúng tôi sẽ trình bày cụ thể hơn cho quý vị trong những cái bản tin tiếp theo. Những tổ chức cánh tả, những cái tổ chức này đang xây dựng một cái hệ thống, một bộ máy chưa từng có để chống lại cái nước Mỹ của chúng ta. Và đó là bản tin của The LV News và trở lại bản tin tiếp theo. Trở lại chương trình của The VLKT News và trở lại bản tin chấn động, kính thưa quý vị. Trở lại bản tin chấn động. Vụ án của Alvin Bragg sẽ được tuyên án vào tháng 7 sắp tới đây, đã chính thức bị delay cái ngày tuyên án. Thẩm phán đã hoãn tuyên án Tổng thống Trump trong vụ án tại tiểu bang New York. Bên bào chữa cho rằng tuyên bố mang tính định kiến liên quan đến các hành động chính thức của Tổng thống khi còn đương nhiệm được công tố viên trình bày tại phiên tòa. Thẩm phán tòa án tối cao, một thành viên của đảng Dân Chủ, Mohsen, người có cô con gái kiếm tiền từ dự án của ông Trump, vợ làm việc cho chính quyền của đảng Dân Chủ, ngày 2 tháng 7 đã hoãn việc tuyên án cựu Tổng thống Trump đến ngày 18 tháng 9 của 2024, lúc 10 giờ sáng đi tuyên án, nếu vẫn cần thiết hoặc là các thủ tục khác. Các bên đã yêu cầu được phép tranh luận về tác động của phán quyết ngày 1 tháng 7 của tòa án tối cao đối với quyền miễn trừ của Tổng thống, và thẩm phán đã chấp thuận các yêu cầu này. Bên bào chữa có thời hạn là ngày 10 tháng 7 để nộp đơn và bên công tố có thời hạn ngày 27 tháng 7 để phản hồi cái nộp đơn. Thẩm phán cũng chấp thuận một yêu cầu riêng của bên công tố là nộp khuyến nghị tuyên án. Các luật sư của Tổng thống Trump đã có động thái bác bỏ cái phiên tòa hình sự tại New York, trong khi các công tố viên chưa biết họ tin rằng lập luận này không có cơ sở. Các phán quyết trong trường hợp là vi phạm học thuyết miễn trừ của Tổng thống và tạo ra rủi ro nghiêm trọng về nhánh hành pháp tự phá hủy chính mình. Các luật sư bào chữa đã viết trong một lá thư gửi cho thẩm phán vào ngày 1 tháng 7. Xin phép đệ đơn xin hủy bỏ các phán quyết ngày 10 tháng 7, một ngày trước khi phiên tòa và tuyên án lịch trình. Tại tiểu bang New York, Tổng thống Trump đã bị chính quyền của đảng Dân Chủ truy tố 34 tội danh, được cho là làm giả hồ sơ kinh doanh ở cấp độ 1, và bồi thẩm đoàn đã tuyên án có tội vào tháng 5. 34 tài liệu bị phát hiện làm giả được thành lập vào 2017, trong khi Tổng thống Trump còn tại nhiệm, mặc dù các luật sư không tranh luận rằng cái tấm chất của tổ chức Trump mà Tổng thống là nhiệm vụ chính thức.
Vào tháng 3, các luật sư bào chữa có động thái hạn chế cái phạm vi bằng chứng của vụ án New York để loại trừ những hành động chính thức của Tổng thống. Thẩm phán Bolson đã bác bỏ cái động thái này và cho rằng là không kịp thời, nghi ngờ cơ sở thiện chí của bên bào chữa. Thẩm phán nhận thấy rằng bên bào chữa có thể nộp cái động thái này khi họ tìm cách chuyển cái vụ án lên tòa án của liên bang, hoặc là trước cái thời hạn nộp cái động thái hạn chế những bằng chứng được sử dụng tại phiên tòa, hoặc là khi họ tìm thấy bác bỏ cái vụ án hình sự liên bang của một cựu tổng thống tại quận Columbia dựa trên quyền miễn trừ của tổng thống. Các luật sư bào chữa cho biết thẩm phán đã phán quyết không đúng, giải thích rằng cái thời hạn mà ông không áp dụng cho động thái loại trừ bằng chứng. Thẩm phán trả lời là ông có thể phán quyết gì dựa trên quyền miễn trừ của tổng thống trong phiên tòa. Hiện tại, bên bào chữa cho rằng bất chấp những phản đối, tuyên bố về bằng chứng mang tính định kiến được công tố viên quận đưa ra phiên tòa. Các công tố viên đã mô tả sự kiện diễn ra tại phòng bầu dục là một thảm khốc và đưa ra tuyên bố rằng tổng thống cùng với lời khai của nhân chứng về việc tổng thống tại tòa bạch ốc bên bào chữa bình luận. Các luật sư bào chữa lập luận rằng những bằng chứng hành vi chính thức này không được đưa vào trước bồi thẩm đoàn. Tòa án tối cao đã phán quyết một tổng thống không thể bị truy tố vì thực hiện các quyền hiến định cốt lõi của mình. Ông ta có quyền tối thiểu được miễn trừ truy tố đối với mọi hành động chính thức của mình. Các công tố viên sẽ bác bỏ cái quyền miễn trừ đối với hành vi chính thức của tổng thống nếu ông bị buộc tội vì những hành vi đó. Nhiều sự chuyển động, quý vị. Tòa án tối cao thật sự phán quyết ngày hôm qua, nó đã tạo một cái điều kiện rất tuyệt vời và nó severely hơn những gì mà thật sự chúng ta nghĩ. Đúng, thật sự là breaking news, kính thưa quý vị. Breaking news, mà thật sự nếu mà tuyên án ngày tháng 9 á, thì tôi cũng chẳng biết hành động như thế nào. Nhưng mà thật sự đây là một động thái cũng khá là ngạc nhiên từ tòa án của New York, và có thể nếu mà tuyên án tháng 9 và cái lập luận ngày 24 tháng 7 sắp tới đây, họ có thể đề cái đơn kiện tiếp theo. Đề cái đơn kiện tiếp theo trong những cái vụ án tối cao của tiểu bang hay là liên bang, vân vân. Và đó là bản tin ngắn. Bây giờ thì chúng ta trở lại bản tin ngắn tiếp theo đi quý vị, trong cái chương trình này luôn. Chúng ta nói về một nhân vật mà đã bị trù dập rất nhiều, không đâu khác là ai, đó là ông Rudy Giuliani, luật sư của tổng thống Trump. Rất tội nghiệp cho ông này. Thật sự tôi chia buồn cho ông, và tôi nghĩ rằng nếu mà thật sự tổng thống đắc cử thì ông sẽ có được nhiều cái ông sẽ có được nhiều cái reward, tôi nghĩ như vậy. Trời đất ơi, tội nghiệp ông Rooney rất nhiều quý vị. Cựu thị trưởng của thành phố New York Rudy Giuliani đã bị tước quyền hành nghề luật sư vì những phát biểu phản đối cuộc bầu cử của 2020, trong đó Joe Biden đã đánh bại ông Trump. Tại tòa phúc thẩm ở New York cho biết các cáo buộc được đưa ra sau khi ông Rudy đã được ra những tuyên bố rõ ràng là sai sự thật và gây hiểu lầm cho tòa án. Các nhà lập pháp và công chúng đã nói chung với tư cách là luật sư của một tổng thống. Tòa phúc thẩm cho biết những tuyên bố sai sự thật này được đưa ra để củng cố lời kể của Biden rằng gian lận tràn lan đến chiến thắng của bầu cử 2020 đã bị đánh cắp khỏi trân chủ của ông ta. Tòa phúc thẩm cho biết vào năm 2021, giấy phép của ông Rudy đã bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới. Ủy ban khiếu nại của luật sư đã đưa ra một bản kiến nghị gồm 20 cáo buộc liên quan đến hành vi sai trái bị cáo buộc dẫn đến việc đình chỉ tạm thời. Một phiên điều tra về trách nhiệm kéo dài 6 ngày diễn ra vào năm 2023, trong đó có 16 cáo buộc được đưa ra chống lại cựu thị trưởng. Theo tòa phúc thẩm, lời biện hộ của ông Rudy là không có, ông không biết rằng những tuyên bố của mình là sai sự thật. Ông có cơ sở thiện chí đi tin vào những cáo buộc mà ông đưa ra nhằm hỗ trợ cho tuyên bố của mình rằng cuộc bầu cử 2020 bị đánh cắp. Tổ AEC đã bác bỏ những tòa án phúc thẩm và lời biện hộ này. Và tóm lại thì ông đã mất đi cái bằng hành nghề tại tiểu bang New York. Ông Rudy đã thừa nhận ông không có bằng chứng nào chứng minh tuyên bố của mình. Mà trong khi đó, ông Rudy cũng tuyên bố rằng việc đón xem bằng bếch, xem bếch và điều ai cũng biết là những phương pháp gian lận này. Tuy nhiên, theo tòa phúc thẩm, ông Rudy không thể trích dẫn bất kỳ những bắt giữ hoặc kết án nào liên quan đến âm mưu lận. Ông Rudy tuyên bố có tình trạng lận tràn lan tại Philadelphia,
là bằng chứng cho thấy tình trạng gian lận bầu cử đang tràn lan tại thành phố. Trong khi ông Rooney còn đang phải đối mặt với cuộc báo buộc tại Rico riêng của trưởng bang Georgia vì âm mưu lật đổ cuộc bầu cử của 2020. Vào tháng 4, một thẩm phán liên bang đã duy trì phán quyết bồi thẩm đoàn trong dự án riêng biệt rằng ông Rooney phải trả 148 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại cho hai nhân viên bầu cử. Và đó là cả một câu chuyện mà tại sao những cái nhân vật này là hoàn toàn đang bị trả đũa, là bởi vì cái hệ thống trừng pháp của chính quyền Biden giống như Tổng thống Trump. Và đó là bản tin ngắn, và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin ngắn tiếp theo. Chào tạm biệt.